Chào anh nha. Vừa rồi mình có nhận cái kèn Aerophone AE20. Rất cảm ơn bạn Việt đã gửi cho mình để mình trải nghiệm. Sau mấy ngày mình trải nghiệm, tìm tòi và chơi trên cái kèn rô đăng Aerophone AE20. Hôm nay mình làm video nói là so sánh với AE10 thì thực sự là khập khiễng, tại vì đây là hai phân khúc khác nhau. Nhưng đây là mình muốn chia sẻ với các bạn một cái trải nghiệm từ người dùng, đặc biệt là mình cũng đã chơi Roland rồi, thì bây giờ cầm trên một cái Roland khác thì mình chia sẻ cảm nhận cá nhân của mình. Thực sự là AE10 và AE20 cùng nhà sản xuất nhưng mà ở hai phân khúc khác nhau. Ngay giá tiền đã nói lên tất cả. Đặc biệt là AE10, theo mình được biết thì hiện nay nhà sản xuất đang ngừng cung cấp sản phẩm mới. Thực ra đó là một cái điều tương đối là kẹt cho anh em khi mình mua sản phẩm này. Mặc dù nó rất tốt, mình đã chơi với nó mấy năm rồi, không có gì phàn nàn cả. Với mức giá, với mức chi phí và những cái gì nó mang lại, mình rất hài lòng. Nhưng mà khi nhà sản xuất họ đã dừng lại, chắc họ có lý do của họ, thì nó kẹt cho anh em khi mà bây giờ mình mua sản phẩm. Thứ nhất là không có sản phẩm mới, cái thứ hai cái chính sách bảo hành bảo trì thay thế phụ tùng chắc là sẽ khó hơn là kẻ mới. Mấy ngày mình tiếp cận với cái AE20, tất nhiên AE20 chưa phải là phân khúc cao nhất của Roland. Roland mình biết là còn tới 30, thế nhưng mình nghĩ là 30 thì hình như nằm ở một cái phân khúc giá nó tương đối cao nữa, thì thôi bây giờ mình có 20. Em Việt gửi cho mình để mình trải nghiệm thì thôi mình cũng chơi thử mấy ngày thì mình có một nhận xét như sau. Để nói về tính năng, Việt đã ra rất nhiều video nói về cái giới thiệu sản phẩm của cây này rồi, mình nói lại thì nó lại hơi bị trùng lặp. Tính năng vượt trội của IE20 mà nếu mà so với IE10 thì thực sự nó nằm ở tất cả các đường kết nối Bluetooth. Khi mà các anh có Bluetooth thì nó rất là lợi ở cái nào những cái giao tiếp không dây hoàn toàn mình sử dụng được. Ví dụ như đưa nhạc beat vào, chuyển âm thanh ra, rồi là mình kết nối MIDI, cái giao tiếp ngoại vi với các thiết bị khác hoàn toàn qua Bluetooth thì AE10 không có. Đây là một thiệt thòi rất lớn, rất lớn. Và tất nhiên là out âm thanh ra thì mình vẫn có biện pháp khác, mình vẫn vẫn như nhau thôi. Nhưng mà đây là Bluetooth để mình điều khiển ở trên các thiết bị khác, ví dụ như là mình chơi qua điện thoại hay là chơi qua laptop, mà nếu mà có cổng giao tiếp MIDI hoặc là cổng Bluetooth thì đỡ phải dây dợ lằng ngoằng. Đặc biệt là anh em ở trên sân khấu thì dây dợ lằng ngoằng là một cái điều nó cũng cũng trở ngại. Thì cây này nó cho mình cái các giải pháp kết nối rất hay. Đặc biệt out tiếng, ở đây nó ra out tiếng là hai cổng, một cổng là output đây bằng 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 6 ly output ra, và cái cổng phone 3 ly thì nằm riêng. Thực ra nếu mà nói về chuẩn âm thanh thì cái chuẩn output này hay hơn là chuẩn phone nhiều. Thường thường ví dụ như mình trên trên đàn ấy, thì cái cổng phone đã sinh ra cổng phone để người ta tai nghe, thì bao giờ là cái âm thanh nó rất lớn mà không cẩn thận mà ra mixer thì nó bị vỡ đó. Thì nhà sản xuất đã làm tách rời luôn. Nếu mà mình chơi tai nghe mình cắm vào đây, chơi output thì mình cắm vào đây, ra mixer đây. Nhưng trong trường hợp này nếu mà mình ở đường này rất sạch nhưng bao giờ tín hiệu cũng nhỏ hơn đường phone, mà đặc biệt cắm vào đường này thì cái loa ở kèn vẫn kêu, vẫn kêu. Thì trong trường hợp nếu mình đã review hoặc là mình chơi trên sân khấu để out ra loa ngoài thì mình nên ngắt cái tiếng loa ở trên kèn đi, nó không bị delay. Đấy, thường thường là như thế. Thì bây giờ tạm thời hôm nay mình review với các bạn là mình làm một cách thủ công như thế này. Mình lấy một cái đầu ba ly mình cắm vào đường phone để mình chặn cái tiếng lại, để hoàn toàn là mình lấy cái tiếng từ loa một tiếng thôi, nó cũng lặp lại ít nhiều có độ trễ, các bạn sẽ nghe khó. Việc đầu tiên là khi mình cảm giác mình cầm cây AE20, mình tuyệt vời thích ở cái khả năng hoàn thiện của nó rất cao luôn. Cầm một cây kèn rất chắc chắn, rất chắc chắn. Các phím bấm êm, không tạo ra một tiếng loạch xoạch gì cả. Ở AE10 hơi có một chút.
cái cũng là đồ nhựa thôi, nhưng mà trên i20 cái có hoàn thiện rất tốt, tốt hơn, mình thật sự là tốt hơn, tốt hơn từ màn hình rồi tất cả mọi cái. Chứ còn về số lượng tiếng các cái thì em Việt đã show ở trên mấy video, và đặc biệt bạn Việt rất cẩn thận, xứng đáng là một người cung cấp nhạc cụ cho anh em mình rất có tâm. Đã có một cái bản dịch hoàn toàn là tiếng Việt cho những dòng kèn này để anh em làm chủ được thiết bị. Thì mình không nói thêm, không nói sâu và không nói thêm về các tính năng rồi ngày kia nữa. Nhưng mà sau mấy ngày mình nghiên cứu cây này thì mình thấy khả năng tùy biến của cây AE20 rộng hơn, sâu hơn rất nhiều so với AE10. Thực sự là một xứng đáng là một bản nâng cấp đáng giá từ AE10 trở lên. Ví dụ như là tùy biến về cảm biến dăm môi tất tần tật rất sâu, ở AE10 cũng tương đối là rộng, nhưng mà ở đây nó tùy biến rất nhiều, mà lại tùy biến cho mình cả những cái khả năng kết nối nữa. Cầm trên AE10 mình thổi, tất nhiên là mình thì có cái lợi thế là mình đã chơi ở Roland rồi, thì mình cầm sang đây mình hầu như không bỡ ngỡ, nhưng mà khả năng rất thích. Cái cơ chế bend của AE20 hơi khác, nhưng mà chỉ làm quen một lúc thôi. Ở đây là nhấn xuống nhả, ấn lên nhả. Ở AE10 là đẩy, cái cảm giác đẩy bend nó cũng làm một cảm giác hay. Nhưng ở đây là ấn xuống, nó là cảm giác như bánh xe của đàn organ Yamaha rất hay. Mà nó có cái độ nặng này thì nó có một cái lợi là mình có thể là mình bend chậm, mình bend một quãng nhỏ. Đấy. Ở trên AE10 không có cái độ sâu này. Chứ còn chút xíu nữa mình sẽ làm một bài test về tiếng cho các bạn. Vừa rồi là mình nói qua về cái cảm giác ban đầu khi cầm và cảm giác chơi của người chơi kèn thì cầm vào AE10 thì đặc biệt thích. Đặc biệt là những anh em đã từng chơi saxo, các thế bấm này khác thì nó cũng như AE10 thôi, nhưng cảm giác nó chắc chắn, rất thích. Bách dăm thì cũng như vậy. Sau đây mình sẽ làm một cái bài test với anh em để anh em nghe tiếng của hai cây. Ở đây mình có AE10 luôn. Thì thực ra nếu mà để so sánh thì lúc đầu mình nói thật là mình với bạn Việt bàn với nhau là có khi là mình cũng chả làm đâu, tại vì thực ra so sánh hai phân khúc khác nhau thôi. Nhưng mà mình cũng nhân dịp là rất cảm ơn Việt đã gửi cho mình cái kèn này, thì mình cũng so sánh chơi để xem cái độ nâng cấp của nó như thế nào, để cho công bằng và vô tư. Mình không dùng bất cứ một cái kết nối gì khác nhau giữa hai cây này cả. Ví dụ mình dùng kết nối có dây hết để tránh ảnh hưởng cái thiết bị không dây, hai cây có thể là ảnh hưởng về chất lượng âm thanh. Đều kết nối 6 ly từ đường out. Tất nhiên đây ở AE10 là kết nối từ đường phone, tại AE10 chỉ làm đường out một lộ giắc 6 ly là đường phone thôi. Đó. Thì chút xíu nữa các bạn sẽ thấy AE10 ra với âm lượng lớn hơn AE20 rất nhiều. Nhưng câu chuyện lớn hơn không nói lên điều gì cả. Tại vì là vấn đề lớn hơn hay nhỏ hơn hoàn toàn là xử lý ở tầng khuếch đại được. Mixer người ta đẩy lên hay là ra bản thu người ta vẫn đẩy lên được như thường. Đó. Cái thứ hai, thậm chí là mình chơi cả hai cây bằng adapter luôn, để cho tránh được cái trường hợp là pin yếu rồi là ảnh hưởng tiếng này kia. Và đặc biệt ở trên mình thu qua jack 3-6 ly để vào Cubase ở hai đường khác nhau, và hai đường đấy tuyệt đối không để một chút effect nào. Đây các bạn nhìn này, bỏ hết effect luôn, không có effect. Đây là đường AE10, đây AE10 cũng không có effect nào cả, tôi bỏ hết effect. Còn giữa AE10 thì mình giảm volume đường ra một chút.
thằng A20 thì tăng một chút, tại vì là A20 đi bằng đường output, còn ông A10 thì đi một đường phone, thì là cái âm lượng là tương đối khác nhau. Tất nhiên là có thể chỉnh ở trong này, nhưng ngay trong kèm mình để tương đương, cái volume để cho nó vô tư. Tất tần tật tiếng mặc định không chỉnh sửa gì cả. Sau đây các bạn nghe tiếng, tại sao mình lại muốn so sánh các tiếng saxo với nhau. Thực tế là mình đã chơi Roland một thời gian, mình thấy là Roland, lợi điểm của Roland là tất cả những cái tiếng saxo, tiếng bổ hơi và dàn dây. Ví dụ sắc alto, sắc tenor, sắc soprano, các loại sắc và trumpet, dàn dây thì có violon, viola, flute. Nhưng còn những bộ tiếng khác không phải lợi thế của Roland. AE gì thì cũng vậy thôi. Mà nếu mà xô hàng của Roland mà này xô tiếng synthesizer thì coi chừng là mấy anh Akai anh ấy không đồng ý, tại vì đây không phải lợi thế của những bộ tiếng đó. Thì hôm nay mình so sánh chủ yếu những tiếng saxo, và một số tiếng lợi thế của Roland với nhau, những tiếng mặc định với nhau. Bây giờ mình chọn tiếng sắc alto trên AE20. Mình thổi không nhạc đệm để các bạn nghe được tiếng của nó. Đây là tiếng saxo alto, tiếng mặc định của AE10. Sau khi tôi thổi xong hai cái track này, ngay cảm quan nhìn lên màn hình, mình đã thấy là AE10 sóng âm rất lớn, lớn hơn AE20 rất nhiều. Nguyên do là nó đi một đường phone, cái điều đó cũng không quan trọng. Nhưng mà các bạn nghe thấy sao? Theo cảm quan của mình, cùng là tiếng saxo, nhưng mà tiếng của AE20 tốt hơn, có tốt hơn. Tất nhiên là nhiều hay ít thì do cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà khi mình thổi, mình thấy cái biên độ về luang á, biên độ về luang của A20 rộng hơn. Có nghĩa là mình to nhỏ, mình muốn sắc thái nó rộng hơn. Mặc dù tôi để cùng một mức là L1. L1 là gần như là mức trung bình, giống như là amplitude ở trên organ đó, cái lực hơi ở dạng trung bình thì tương đương như nhau. Nhưng mà cái A20 mình cảm giác những cái cú bò nhỏ nó sâu hơn, và đâu đó nó có tiếng đanh hơn một chút. Tuyệt vời. Đây là chưa mic một chút nào, mà chưa đưa qua một hiệu ứng, bất kỳ một hiệu ứng nào, hoặc tiếng normal. Anh em nghe thì cảm nhận, nhưng mà với mình cảm giác của người thổi, mình đánh giá là AE20 vượt trội, có vượt trội. Dĩ nhiên là không nhiều. Nếu mà AE10 để mà mic thêm, hoàn toàn ra được cái tiếng của AE20 chứ không đến nỗi. Nhưng mà anh em mình chơi đâu lúc nào có điều kiện để mic đâu. Mình chơi thẳng ở sân khấu mà, đúng không? Thì AE10 rõ ràng là ghi điểm. Mặc dù là biết là nói điều đó thì nó cũng hơi khập khiễng, tại vì đây là hai phân khúc, nó cái mức độ đầu tư rất khác nhau. Cái mạnh nhất của cây hai cây Roland chính là tiếng saxo. Với mình thường xuyên là mình thổi Roland, là mình thổi saxo. Thực ra là những cái tiếng khác cũng tương đối hay, rất hay. Thậm chí là mình, đây là ý kiến cá nhân nhé, mình cho là những cái tiếng đó nó thật, rất thật,
so với một số dòng kèn khác. Thế nhưng mà nó dù gì nó vẫn cứ là lợi thế ở saxo. Bây giờ mình thổi tiếp cho các bạn tiếng thứ hai là tiếng violon mình rất thích ở trên Roland, để xem hai tiếng này nó như thế nào. Thực sự là nghe thì cũng không có nhiều sự khác biệt. Không có nhiều sự khác biệt. Nhưng mà nếu mà độ mượt mình có lẽ là có 1910. Cũng ai 20 có thể có vẻ ghi điểm hơn một chút. Các bạn thấy sao? Các bạn có thể cho ý kiến ở comment. Các bạn nghe tiếng trumpet của ai 20. Đây là tiếng trumpet của AE10. Tiếng trumpet có vẻ là mình nghĩ đây là cá nhân mình lại thích AE10 hơn. Nó đâu đó nó ấm. Ấm hơn. Ví dụ mình thổi những cái bài mà nó chất êm êm, đặc biệt là nhạc Việt Nam thì có vẻ là cái tiếng của AE10 hợp hơn chăng? Còn trumpet của AE20 thì sáng hơn, có tính kim loại hơn, có thể là đệm hoặc là thổi những cái nhạc hơi mạnh mạnh hơn một chút thì hợp. Tất nhiên là tất cả cái này đều tùy biến được hết. Tiếp theo mình thổi sang tiếng sắc tenor xem sao. Mời các bạn nghe tiếng sắc tenor của AE10. Sắc tenor của AE20. Thank you.
Như vậy là trên tiếng sắc tenor của i20, nhà sản xuất đã cài đặt cái tiếng rào, cái tiếng khàn khàn đấy vào lực độ của tiếng kèn luôn. Có nghĩa là anh em mình thổi ở cái ngưỡng, ví dụ người ta đặt ở cái ngưỡng số 6, số 7 trở lại thì là tiếng bình thường. Bắt đầu mình đưa hơi mạnh hơn ở cái ngưỡng số 8, số 9 thì nó trở thành rào. Nhưng mà trên i20 thì mình cũng chưa thấy cái nút đó ở đâu, ở trên i20. Nhưng ở trên i20 có cái nút mình thích ra cái tiếng đó thì mình ấn. Còn nếu không thì thổi cạnh mạnh mấy cũng không có tiếng đó. Đây. Còn ở đây thì thổi mạnh nó ra. Nhẹ không có. Thực ra là cái tùy biến này có thể là mình chỉnh lại được. Nhưng nếu mà để thế này mà không quen cái hơi của anh em mình chưa làm chủ được hơi thì hoàn toàn có thể là mình bị giật mình với kiểu đặt như thế này. Hoàn toàn là mình có thể là đặt không, mình bỏ cái tính năng mà như nếu như là mình sẽ bỏ. Tại vì trong lúc mình cao hứng mình thổi mạnh thì nó lại ra cái tiếng. Vừa rồi mình có những cái bài test nhỏ và cảm giác người dùng để so sánh nhanh giữa hai cây. Thực ra là giữa hai cây này mà so sánh với nhau thì kể ra thì nó cũng hơi bị khập khiễng, nhưng mà cũng là cái cảm nhận của người dùng, ví dụ mình là người dùng Roland rồi, i20 rồi, và bây giờ mình có ý định là mình nâng cấp lên i20 thì mình có đáng không? Thì đây chính là một cái bài test, bài trải nghiệm dành cho những anh em đang có ý định như mình. Thì sau một thời gian mình trải nghiệm thì mình nhận thấy như sau. Cái chênh lệch về kinh phí cũng là một cái cần phải tính toán, tại vì thường là anh em nào cũng vậy. Thế nhưng mà cái chênh lệch về kinh phí đó và cái sự nâng cấp của cái sản phẩm mang lại cho mình, nó có xứng đáng với linh cái chênh lệch kinh phí ấy, thì mình cho là đến giờ phút này mình kết luận là rất đáng. Chứ còn tùy theo khả năng, tùy theo nhu cầu thì cái câu chuyện nó lại khác. Nhưng mà đây mình đang bàn với cái chuyện là cái sản phẩm nó mang lại cho mình có đáng để mình nâng cấp không, với cái độ chênh lệch như thế. Chứ còn nếu mình bàn sang i30 thì rõ ràng nó còn hay hơn cây này, chắc chắn như vậy. Tại vì là theo mình được biết thì cây i20 hơn cây này tương đối nhiều tiền, tương đối nhiều. Cái giá thực tế thì bạn Việt có thể là thông báo với anh em. Tại vì theo mình được biết thì bạn Việt là nhà phân phối với cái giá tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Thì cái sự chênh lệch mình ở đây mình bàn giữa i20 và i10. Theo mình được biết thì hiện nay là cái IM10 kia thì nhà sản xuất không bán mới nữa. Nhưng có thể là mình mua ở cũ, hoặc là đâu đó hình như là mình gửi nước ngoài vẫn có mới thì vậy. Thì thôi thì cũ thì mình khấu hao nó đi. Thì các bạn cân nhắc giữa cái sản phẩm giá mới và 10. Thì mình là người đã dùng IM10 thì mình thấy là rất đáng nâng cấp. Ngay cái chuyện mà cái khả năng kết nối rất nhiều, rất tiện lợi. Mà nếu các bạn đi giao lưu, giải trí gia đình, giải trí ngay tại gia của mình thôi, còn chưa muốn nói là những anh em có thể lên sân khấu biểu diễn, chơi, thì cái này, cái khả năng kết nối ra bên ngoài và bên ngoài vào nó rất hay, rất tiện lợi, chỉ trong một nút bấm. IM10 hơi kẹt. Có kết nối được thì lại phải có một số cái phụ kiện nữa, nếu không thì là dây dợ lằng nhằng rồi là pin với nước cái. Thì với AE20 thì cái khả năng kết nối đã tuyệt vời hơn, tiếng cũng có một sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là với các anh em mới. Cái tùy biến, cái mic của mình nó cũng chưa được thành thạo lắm, thì chơi thẳng trên AE20
mình cho là một cái bản nâng cấp rất đáng giá từ IM10. Sau đây là những cảm nhận cá nhân, anh em có thể đồng tình và không đồng tình, thì xin cho ý kiến. Rất mong anh em ủng hộ để cộng đồng sáo điện tử câu lạc bộ của anh em mình ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.